Cô chào các em, cô tên là Mai Kim Hoàng, là giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Văn Thể. Tiết tiếng Việt hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài 4, vần yêu và vần ưu. Bài này, các em sẽ học trong 2 tiết. Để học tốt, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt tập 1, bảng con, vở tập viết. Nào, chúng ta cùng bắt đầu học tiết 1 nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động qua trò chơi nhỏ. Trò chơi mang tên Chiếc cúp bí ẩn. Các em cùng tham gia nhé. Cô có 3 chiếc cúp vàng, bạc, đồng. Chúng ta sẽ mở lần lượt từng chiếc cúp để xem đằng sau nó có gì nhé. Nào, ta cùng mở. Các em hãy đọc các từ trên màn hình. Thi đá cầu. Cờ. Câu cá. Yêu cầu của chiếc cúp đồng là nói câu có tiếng chứa vần âu. Ví dụ, em thích câu cá. Các em hãy nói cho ba mẹ nghe câu có tiếng chứa vần âu nhé. Các em vừa vượt qua phần khởi động. Cô khen những bạn đọc đúng từ, nói được câu theo yêu cầu. Và bây giờ, cô mời các em cùng vào bài mới của tiết học ngày hôm nay. Các em quan sát tranh trên màn hình hoặc mở sách trang 76 và cho cô biết tranh vẽ gì. Quan sát tranh, cô thấy tranh vẽ một người mẹ đang điệu em bé trên lưng, đứng cạnh nhiều con cừu, phía sau có cây lựu. Các em có tìm thấy giống cô không? À, cô khen những bạn đã trả lời đúng nhé. Cô tìm được các từ mới có chứa vần yêu và vần ưu mà chúng ta chuẩn bị học, đó là những từ điệu con cừu, quả lựu. Cô thấy tiếng điệu trong từ điệu con có vần yêu. Tiếng cừu trong từ con cừu, tiếng lựu trong từ quả lựu. Hai tiếng này đều có vần ưu. Vậy, bài học hôm nay, các em sẽ học vần yêu và vần ưu. Trước tiên, cô xin giới thiệu với các em, đây là vần yêu. Hãy cho cô biết cấu tạo của vần yêu. Vần yêu gồm có hai âm. Âm y đứng trước, âm u đứng sau. Âm y ở đây thể hiện là chữ y ngắn. Vần yêu tánh vần là y, u, yêu, yêu. Y, u, yêu. Yêu. Các em hãy đánh vần theo cô. Y, u, yêu. Yêu. Đọc trơn vần yêu nào. Yêu. Các em quan sát và cho cô biết đây là cái gì? Đúng rồi, đó là cái rìu. Cô có tiếng rìu.
Hãy cho cô biết cấu tạo của tiết rìu. Tiếng rìu gồm có âm R đứng trước, vần yêu đứng sau và dấu huyền đặt trên âm Y. Các em nghe cô đánh vần tiếng rìu nhé. R yêu rêu huyền rìu rìu. Các em hãy đánh vần tiếng rìu. R yêu rêu huyền rìu rìu. Các em cùng đọc trơn theo cô nào. Rìu rìu rìu. Tiếng rìu có vần gì các em vừa học? Tiếng rìu có vần yêu vừa học. Chúng ta cùng tìm hiểu vần ưu nhé các em. Hãy cho cô biết cấu tạo của vần ưu. Vần ưu gồm có hai âm. Âm ư đứng trước, âm u đứng sau. Vần ưu đánh vần là ư, u, ưu, ưu. Ư, u, ưu, ưu. Các em hãy đánh vần theo cô. Ư, u, ưu, ưu. Đọc trơn vần ưu nào. Ưu. Các em có biết đây là con gì không? Đúng rồi, đây là con cừu. Cô có tiếng cừu. Hãy cho cô biết cấu tạo của tiếng cừu. Tiếng cừu gồm có âm cờ đứng trước, vần ưu đứng sau và dấu huyền đặt trên âm ư. Các em nghe cô đánh vần tiếng cừu nhé. Cờ ưu cưu huyền cừu cừu. Các em hãy đánh vần tiếng cừu. Cờ ưu cưu huyền cừu cừu. Các em cùng đọc trơn theo cô nào. Cừu cừu cừu. Tiếng cừu có vần gì các em vừa học? Tiếng cừu có vần ưu vừa học. Nào, chúng ta cùng đọc lại nhé. Yêu r yêu riêu huyền rìu rìu. Ưu cờ ưu cưu huyền cừu cừu. Cùng cô đọc lại nào. Yêu r yêu riêu huyền rìu rìu. Ưu cờ ưu cưu huyền cừu cừu. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em tập viết chữ. Các em hãy quan sát và cho cô biết cấu tạo của vần yêu. Vần yêu gồm có con chữ Y ghép với con chữ U. Con chữ Y đứng trước, con chữ U đứng sau. Cả hai con chữ nói liền với nhau và cao hai ô ly.
Các em hãy quan sát cô hướng dẫn viết chữ ghi vần, vần ghiêu. Cô đặt bút trên đường kẻ 2, viết con chữ Y, sau đó rê bút lên dòng kẻ 3, viết tiếp con chữ U. Cô được vần yêu. Các em viết vào bảng con vần yêu. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em viết chữ ghi tiếng rìu. Các em hãy quan sát cô viết mẫu nhé. Cô đặt bút tại đường kẻ 1, cô viết con chữ R, rê bút, cô viết tiếp vần yêu và dừng bút tại đường kẻ 2. Cô lia bút lên phía trên con chữ Y, viết dấu huyền. Các em hãy viết tiếng rìu vào bảng con nào. Các em đã viết xong vần yêu, tiếng rìu. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em viết vần ưu và tiếng cừu. Chúng ta bắt đầu nhé. Tương tự vần yêu, vần ưu gồm có con chữ ư ghép với con chữ u. Con chữ ư đứng trước, con chữ u đứng sau. Cả hai con chữ nói liền với nhau và cao hai ô ly. Các em hãy quan sát cô viết chữ ghi vần ưu. Cô đặt bút trên đường kẻ 2, viết con chữ ư, sau đó rê bút lên dòng kẻ 3, viết tiếp con chữ u. Cô được vần ưu. Các em viết vào bảng con vần ưu. Tiếp theo, các em quan sát cô viết mẫu chữ ghi tiếng cừu nhé. Đầu tiên, cô đặt bút dưới đường kẻ 3, viết con chữ cờ. Rê bút lên dòng kẻ 3, cô viết vần ưu. Lìa bút lên trên chữ ư, cô viết dấu huyền. Tương tự, các em hãy quan sát tiếng cừu và viết vào bảng con nhé. Chúng ta vừa hoàn thành bài học hôm nay. Các em nhớ đọc bài nhiều lần và viết bài hôm nay trong vở tập viết. Viết xong, các em hãy chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả bài viết của mình nhé. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết 2.